accident nè. Ủa có chiếc xe đẹp dữ anh. Ok chị. Chị Đình hello mọi người đi chị Đình. Hello. Trong cam nhìn nó hơi tối. Ủa quên cửa đi. Xin chào chị Hiếu kìa. Hiếu kìa. Xin chào chị Hiếu kìa phải không? Phải hay đó không? Ủa mua xong rồi hả? Muối chay nó không có ngon, nó không có gì hết trơn. Vậy rồi còn gì nữa không ta? Thôi nên để nó bé đi bạn. Dạ. Thì bé 25 ngàn đúng không? Dạ, để tí đòi chị Đình. Ờ. Ủa vậy rồi còn gì nữa không anh? Có rồi đó, mình có mua muối rồi đó. Mình dùng hết dưới. Ok. Ngồi đến chủ nhật. Tính tối mới về đây. Rồi sao nữa anh? Nghĩ là bà biết là ở chỗ mẹ cho nên là không có ghé hỏi, anh là ở đâu đâu. Cho nên là anh trốn anh đi chơi luôn. Đúng vậy. Rồi ok, em sẽ gửi clip này cho bà của anh. Anh nhìn thấy thời gian đang nhảy đi anh. Em quay anh nãy giờ rồi đó. Nhưng mà em biết mà anh là ở đâu mà nói chuyện. Ủa giờ go home luôn hả anh? Go home nhà chị Đình. Trời ơi. Mấy giờ? Ủa? Chị Đình là người dẫn đầu thì chị Đình phải đi trước chứ. Ủa vậy luôn hả? Khoan mấy giờ? Sáu chục hay chú? Sáu. Tại vì tóc đầu người ta thở. Hiếu quay qua cho mọi người hello mọi người cái đi Hiếu. Mày có hỏi hai nó hỏi tao chuẩn chạy xe hả? Anh bóc đầu còn được nữa chứ nói gì chạy xe. Em nơi đâu đi tìm phải khắp nơi lâu lâu. Em ngồi trên
Ủa quên chưa mở xe mà. Lành lè bên con bé mồ côi. Anh có xe cho. Đi 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 đi. Đi. Hello đi nè. Hello. Hello. Hello heo. Hello đi mọi người. Hello đi mọi người. Hello. 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 Thấy mà, cam em góc siêu rộng mà. Thấy bao quát hết luôn. Có con rắn kìa anh. Ơi rắn kìa. Con rắn hổng mang rồi trời ơi. Rắn hổng mang kìa trời ơi. Nguyên con rắn hổng mang luôn. Nguyên rắn hổng mang luôn trời ơi. Em tưởng đâu con rắn bình thường thôi. Ai về đâu đi ngang con rắn hổng mang luôn trời ơi. Nguyên con rắn hổ mang luôn trời ơi. Con rắn ở đâu vậy? Ở ngay trên khúc đường trên đó đó. Ê, rắn hổ mang ở đâu mà hai người gặp vậy? Ngay khúc đường dưới á. Ngay ngã ba luôn. Đùng má, quậy luôn. Em vừa mới đứng lại em tính là em coi đi đường nào. Cái tự nhiên cái nó chạy rồi nó thấp rồi em hết hồn luôn. Nó có mở cái màn có. Con hổ mang nè. Hình nó không phun độc ấy, hình nó không phun độc. Phun độc và cả hai chết rồi. Giờ chú hai nữa sắp bị tăng sức, nhưng thôi là trình độ đu xe của em cho nên nghe được. Xong cái mẹ nó. What so what next? Giờ em nhìn đây. Ok tất cả mọi người, hiện tại là mình đã lên tới hồ núi đá rồi nè mọi người ơi. Này hello mọi người đi. Hey, hello mọi người đi chị Lên. Hello mọi người. Đây nè. Hello mọi người. Ấy thì hôm nay mình đi tới đây mình tình cờ thấy có căn nhà hoang nè mọi người, mình sẽ review cho mọi người coi ở đây có gì nha. Đó thì ở đây có cái sàn nước đó nè, còn trong đây có gì không? Wow. Trong đây có cái phòng đẹp dữ ta. Ôi nhưng mà thôi thấy ghê quá, lạnh sống lưng quá rồi. Cái lại ở đây có một cái bàn ấy nè các bạn, bàn thờ này. Kệ luôn. Kệ luôn hả? Ok, thì đây là mọi người đang đốt than nha mọi người. Than dụng đốt rồi mà ăn than thôi. Mày đốt nhanh lắm. Thì tụi mình đang trở về thời kỳ đập đá nha. Ủa lộn, thời kỳ đồ đá. Thì điện. Đây là mấy đứa nó nhớ múc đốt sẵn đây mày đứa. Ra công sở rồi đó. Thế nào ở ngay đây nó có một cái ống nước mà nhìn nó lằn ngoằn quá mày. Trời rồi hai bà kia, hai bà nắm tay nhau làm gì trời. Rồi. Ok mọi người, thì hiện tại là mình đang check in ở ngay một cái khu vực hồ nữa các bạn. Trời ơi rất chi là đẹp luôn. Đấy với lại xung quanh xa xa là còn những cái cục đá nữa các bạn. Ôi nhìn cảnh rất chi là đẹp luôn. Thế thì hiện tại là tụi mình đang check in ở trên đây nè mọi người. Bạn. Nó cảnh nhìn rất chi là đẹp luôn. Còn câu lạc bộ của mình á thì hiện tại đang ở tuốt ở trên kia luôn. Thấy nói chung mọi người nhìn ở trong video mọi người thấy không? Đấy, tụi mình đi ra lặn lội tuốt ngoài đây để kiếm cái view đẹp như thế này để chụp hình các bạn. Nè hello mọi người đi. Hello mọi người nha. Rồi. Để
Ba như siêu nhân luôn. Không, chị ba dịch không. Nên họ không chỉ là trầu. Tăng giá những em đền tối nay. Trên trong màn đêm này đám cháy. Cứ trên mùi nắng lo sớm mai. Ta 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 ta. Ok, đây có một anh, có hai anh chơi hàng nha các bạn. Đó, hai anh ngồi đối diện nhau luôn. Bạn nào có nhu cầu kiếm bồ thì liên hệ hai anh nha. Nói chung hai anh này chơi bồ nhưng mà nó đẹp trai mà còn biết kết đồ nữa. Còn anh này cũng, ủa anh có bầu chưa? Chưa ạ, chưa ạ. À dạ rồi, ai có nhu cầu kiếm bầu liên hệ anh Ân nha. Để đó anh Ân. Để điện thoại bên dưới giúp em ạ, 0832108140 ạ. Sao 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 sao, UVK giúp em ạ. Rồi, em cảm ơn. Đọc số tài khoản luôn không ạ? À đọc số tài khoản đi anh. Đọc số tài khoản đi anh, 1234567 UVK. Dạ rồi. Xin cảm ơn và hết ạ. Mình phải vừa trang điểm xong rồi một tí nữa ra chụp. Rồi ngon ơi, cái má đỏ quá kìa em. Hơi quả, chị thấy hơi quả rồi đó. Ai em uống rượu sai mấy tỷ vậy. Nè cô. Sao em cô. Hello mọi người, cái Hiếu. Hiếu. Hello mọi người, cái đang zoom cận cảnh luôn nè. Trời. Tao đâu, điện thoại anh đâu? Ơi, có thể nhà bác nhạc Xuân không? Ờ, mấy nhà Xuân rồi, mấy bé ơi, mấy bộ phận âm nhạc kỹ thuật ơi. Bộ phận kỹ thuật cho em mấy bài về Xuân đi ạ. À. Xuân tết đến Xuân về. Xuân tết đến Xuân về đi ạ. À. Bữa nay Tết mà tự nhiên mở nhạc bùng bùng chứ gì trời. Có phải là cuối buồn thì gì đó đúng không? Không ạ. Qua sao đây giòn ạ? Chị ơi, chị hỏi là kiểu... Nghe đó, trường đại học mà tao phải ghép thành trường xã mẫu giáo bằng... Nó bay trường xa, gió khẽ mây đưa. Mày đứa bên này cầu lạc bộ có một cái chìa khóa màu xanh nữa. Dạ, ba chìa khóa à, em giữ một cái. Đúng rồi, là mới lại hả? Dạ, được rồi. Cái bộ nó mấy nhiều bài chết luôn á. Hai anh ta. Nhiều bài cuốn tên luôn. Nhiều bài cuốn tên. Tại sao? Hơi gần, hơi gần. Ồ. Hơi gần. Hả? 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 Mọi người, giờ đây là chị Đình nha mọi người. Chị Đình đang hỏi. À, chị Đình cứ khoe đi. Trời ơi, chị Đình đẹp, đẹp gái mà. Trời ơi. Chị Đình đang cắt hỏi nha mọi người. Đó, trời ơi, cắt hỏi mà cũng xinh nữa. Đó, giả mang chưa? Đó, bạn nào có nhu cầu kiếm bồ thì cứ liên hệ chị Đình nha. Chị Đình hiện tại chưa có người yêu nha mọi người. Hôn nó còn may được mà. Ôi, ai có nhu cầu kiếm bồ liên hệ chị Đình ạ. À? Không nha. Để lại số điện thoại bên dưới giúp em ạ. À, số điện thoại là 0968 XXXUK ạ. Dạ rồi, bạn nào có cần thì cứ liên hệ ạ. À. Dạ rồi. Donate vô nữa. Đúng rồi, thì cứ donate cho em, mỗi người donate em tầm 50 triệu thì em cho số điện thoại thôi. Trời ơi, rẻ mà, rẻ. Người ta là tầm cỡ vài tỷ á, em lấy có 50 triệu rồi, rẻ rồi. Đấy, em cho em bán này phải mãi. Vậy là chị Đình có giá 50 triệu. Anh tính bây giờ em mới nhận ra. Tôi buồn á mọi người. Không có giá trị của một con người luôn. Đánh ra mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn là cũng mấy tỷ chứ bộ. Mẹ gì kêu. Ê trời ơi, xin giữ chị. Hello mọi người đi chị. Ôi, nhưng mà góc này hình như lên hình nhìn chị hơi é. Mà không sao, trời chị vẫn xinh. Đứa nào rảnh tay là phụ tao cái bay. Em nè. Ủa gì chị liếc em dữ vậy? Tao có liếc đâu, tao nhìn lên thôi mà. Không có. Chị làm gì nha?
tới nỗi mà cái này cũng xếp thành hình cái mới ghê luôn chứ. Ủa cái này xếp thành hình gì ta, Nam quên rồi. Chơi xếp hình luôn mới ghê chứ mọi người. Ủa Ủa lại sao vậy? Tao về đây để làm gì? Tao về tao để xài xẻ tụi bay chứ tao về đây tao làm gì? Đủ mày he má tới tiết số 1 thi gặp lại tao. Tao thấy mẹ tụi mày. Thôi chợ rồi, em tiết số 1 em về em nâng cấp cái mỏ hổng tới tiết số 1 thi em xuống. Tao từ từ lại tới tiết số 1 thi mày chắc mình mày lên cả. Bỏ miếng thịt miếng cuối vô đây đi. Nó là một miếng cuối nhưng mà tự nhiên tao sao á. Tao chóng mặt quá, tao bị nhiễm khí CO rồi, tao hết oxy trong người. Dục đó đi. Chị ơi có hàng vô, có hàng vô từ từ. Cho tao luôn nè. Họ nói chuyện lớn quá, dặn miếng vô đây dùm dịch lên đến. Nãy giờ bộ phận mình nướng mà mình chưa được thử nữa. Ừ, mình chưa được ăn, thôi cho miếng được rồi, mình chưa đói quá. Mặt ăn quá. Mặt ăn ngon lắm luôn á. Giống cái công thức bán thịt. Ủa vậy là được ăn chưa? Ngon quá. Tính ra là mẹ của chị Đình là hình như mở tiệm bán gì đó thì phải, đúng không? Ý là để cho nó ăn dụng đi tí nữa. Cho nên thành ra là ướp thịt rất là ngon luôn. Không, mình còn bốn bình mình tẩu hết à. Ừ. Giờ cho tụi nó ăn như đây. Camera quay xin nhỉ. Wow. Camera quay xin nhỉ. Nào. Hello mọi người, bây giờ hiện tại là 3:28 rồi, hiện tại tụi mình vẫn chưa nướng xong mọi người ơi. Mỏi luôn. Thấy không ác thiệt. Cái thang mới không? Yeah, ok tất cả mọi người, nói chung là giờ team mình, câu lạc bộ mình chưa có ăn uống gì hết trơn mọi người. Giờ ai cũng gục ngã hết rồi. Nó hầu như giờ là tất cả mọi người đều gục ngã hết rồi. Nó tụi mình vẫn đang rất là cố gắng luôn mọi người, nhưng mà xu một cái là bây giờ vẫn chưa có xong. Đó. Mọi người cũng vẫn đang rất là cố gắng luôn. Đấy, còn nói chung là các bạn gục ngã thì bây giờ các bạn chỉ còn cách là các bạn ngồi, các bạn chơi liên quân giải trí thôi các bạn. Suốt ngày liên quân. Rồi còn mấy bạn bên kia thì đang chơi gì nhờ? Mấy bạn bên kia đang chơi gì vậy ạ? Mấy bạn bên kia đang chơi game gì vậy ạ? Ồ thì sao cũng là liên quân luôn các bạn ạ. Ủa sao không ai chơi Free Fire? Tại sao không ai chơi Free Fire? Bởi vì tụi mình không thích bắn súng. Ồ ghê vậy sao? Hay là các bạn không thích thân súng? Đi mà nhẫn mà. Bổ dưỡng được nhiêu đâu. Xanh ly bia. Châu. Có con cá không? Cho con cá. Châu chú ơi. Châu. Chú không nghe đâu. Cái gì ta? Hello mọi người, hiện tại tụi mình đang đi chụp hình nha. Hello. 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 Konnichiwa. Hello mọi người. Mình hiện tại là tụi nguyên nhóm tụi mình đang đi chụp hình nha mọi người. Ui hồi, ở đây công nhận cảnh đẹp nha. Khá là chill, nhưng mà ở đây ban đêm thì hơi bị ghét nha mọi người. Hiện tại là tụi mình đang đi báo nha mọi người. Báo đời, báo đớm gì đó không biết nữa. Nói chung là đi báo. Wow, quá tốt bên kia luôn. Trời ơi. Mọi người thấy gì không? Trời ơi, chị tôi đó mọi người. Trời ơi. Cầm cái bánh kem thô bạo quá vậy. Trời ơi. Chị Linh ơi, chị cầm bánh kem thô bạo dưới chị. Hello. Uống giữa đồ mấy đứa rồi. Bây giờ để em nghe đi. Bánh hộp ơi. Ok. Mọi người lên đi. Không anh, nhưng mà vô trong câu lạc bộ này là em thấy mấy đứa nhỏ làm em stress chứ em đâu làm mấy đứa nhỏ nó stress đâu. Em nói một câu tụi nó em đã người sâu luôn. Chứ nhiều chị. Hãy chột nha. Tại sao em nghe lại đứng đó? Tết này mình tao ọt tớp. Ọt tớp luôn, ok. Ọt tớp luôn hả? Ọt tớp luôn. Ồ chứ có bao giờ đâu mẹ. Ủa là bớt hay là tớp? Tớp. Bất ngờ hả? Có gì bất ngờ hả? Ủa hồi đó tao có bạn gái mới nè. Không, tớp chứ mà. Tớp nhúm hả? Tớp nhúm. Có. Mình hầm vô bằng cái cây.
ai đụng lộn mỏ hổm chân chân rồi con. Là top 5 hoa hậu Hoàng Vũ hả? À top con. Chị top 1. Top 1. Mày nghĩ sao vậy? Năm nay là tao nhường Thiên Ngân đi thi thôi con. Trời ơi, Thiên Ngân nè anh. Năm nay là tao nhường Thiên Ngân đi thi thôi. Đó là tới Thiên Thái. Đúng vậy, Thiên Thái. Được không? Chị bé bé giọng rét. Kéo đi. Thi là thi Miss Universe, tại tao thấy Ngọc Châu đẹp quá, tao biết Ngọc Châu đậu rồi cho nên tao không có nỡ giành top 1, không giành hoa hậu với Ngọc Châu thôi. Không có đi thi. Thôi mẹ. Vô làm á hận. Vô hận luôn. Vô hận luôn. Không vô làm hối hội trọng luôn. Biết quen tình hình à. Tao mà vô. Tao mà Miss Dan Việt Nam là con An Pha ra cùng gà. An Pha là con nào? You can mix up. Trời ơi, em nói chung hả? You can't love with me. Nó đúng, nó đúng như em nè. Còn nó chọn em nè. Chết rồi, nó chọn em nè. Nó tọt em nè. Em ơi, mình đừng có cao đao bằng ABC, kỳ lắm. Rồi, mình cao đao bằng số, đừng có cao đao bằng ABC, kỳ lắm em. Ngon quá. Ngon quá. Trời quá vậy. Tao nói rồi, mày quay với mốt tao ấy là mày làm chồng tao á. Em nè, sẵn sàng. Em là chồng tao. Em bé hàng luôn. À muốn nghe cái chuyện ma mình kể. Nghe. Ngày cửa ngày xưa. Ngày xưa. Chuyện này mới rùng rợn. Chuyện này mới rùng rợn nè má. Tao thi bóng rổ 4 điểm sao. Phá hàng. Tao mới mất 2.3 triệu 40 ngàn để tao học lại môn bóng rổ. Ủa vậy là thầy đi môn bóng rổ đi. Thi môn đó là 10 điểm, nó không có chữ thi. Mấy bạn kia lụm lá khóc nè, gom lại lát bỏ cái thùng đen nè. Tranh thủ mình về. Chọn vừa ăn vừa dọn đi. Vừa ăn vừa dọn đi. Dạ. Có rác thì lụm lại hết sạch bỏ trong cái thùng đen. Ủa nóng quá. Nên là leader. Nó nóng giống như cái sự nhiệt huyết của em vậy. Wow. Amazing quá đi. Amazing quá chứ. Không có thể đọc đâu. Ờ, bé bối. Mình chọn tao hoài. Mày chơi tao hoài đi nha. Chơi cho mấy bá hết chỗ giá rồi không có chơi được nữa. Ăn đi, chợ mấy bé ngoài kia vô đây ăn nè. Ơi, mẹ hoàng phải có tâm mới nhìn em. Ôi, ôi nó cắn vô mắt thôi mấy. Vậy với em. Ăn đánh mẹ. Ôi. Trời ơi. Tổ quá không ơi. Cái chữ bán đảo. Sao lại quay mỏ anh này? Không anh đang được mát mà. Ở đây cô kiểu cắt đoạn đó ra cho anh nè. Cắt mẹ là vũ dùm cho chị để tấm anh nè. Anh đang mua lại đây để mà. Con người ác độc vô thôi, tao có ăn hiếp mày đâu. Thôi. Chị. Cái glucose thôi chứ có đá gì đâu. Glucose là cái gì bà? Đường ở trong sữa là amylose nha. Đường glucose là gì? Đường nho. Đường fructose là đường mật ong. Còn sắc cao là đường gì? Đường á. Đường không, đường sắc cao là đường về nhà là bao tim ta dấu đang mua gần xa. Mấy đứa ơi. Dạ, nhà quá ai hết á. Nhà quá mấy đứa ơi. Vậy cũng ma á. Về nhà đứa nào mà. Chú đây nhìn như cái này là cái tiệm bán ốc hay gì á. Nay tao bỏ. Tao cho tao tối về nó nhét ốc tụi bay ăn thấy mẹ nè. Có mà. Đừng có nói là đến tụi tao. Trời ơi. Em để ý là xung quanh đây nó toàn là vỏ ốc không à. Mà tay quá nhiều. Ờ dọc cái này ở đâu mọi người. Chị có ăn mở đi là sao bà. Ai chụp trên đầu tôi nè. Ôi. Cái này đồ quá hết nó. Có nói có làm. Nói là nó không có chuyện gì đâu. Ôi dài quá. Ờ đứa nào ăn luôn 3 miếng được. Để biết chỗ vô chị uống ăn. Bạn kiểu nó có ý nghĩa rồi. Ờ mẹ gọi. 75k rồi.
75k subscribe. Oh my god. Những cái hãng có đi cái loa này của anh nên anh nói gọi chị. Hậu vàng rồi, từng cái rồi. Mình điểm là 22 người là sẽ có người thứ 23 trở lên. Trời ơi. Trời ơi, có điểm quá. Đang sợ nha. Mình có ai hả? Anh hai chứ mày sẽ nhẹ đây phải không? Anh hai muốn tìm chồng ở đây hả? Đâu 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 cái gì vậy? Mày có ai hả? Đây mày đeo con gồng cho tìm anh Thái nha. Cái gì vậy? Thiếu con gái thì em. Con gái luôn. Gái luôn hả? Anh giờ tướng phùng đám hướng luôn hả? Nói giỡn thôi. Anh là tiên kẻ em. Cái bè cà tông này là sao? Cái nguyên hồn của anh là ca con. Nói gì cũng được. Cắm tay giùm chị hơn. Dạ. Chị ra anh ơi giờ cùng ok mọi người, hiện tại là tụi mình đang gom rác đồ về nha mọi người. Cái nói chung là mọi người đi chơi thì cũng nên có ý thức một xíu là mình dọn những cái rác đồ nha. Đấy, như hiện tại thì mình đi lên đây thì mình thấy là trước đó là có rất là nhiều rác của người khác nhưng mà người ta không có dọn mọi người. Thế nhưng mà do là hiện tại trời quá là tối rồi, với lại mọi người cũng bận công việc nữa cho nên là không có ai mà phụ dọn được hết, cho nên là thôi tụi mình cứ đi về thôi mọi người. Ok bye bye, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip nha.